Ave Maria. Ôi vì sao sáng lung linh đêm trường. Chương trình Sống Tin Mừng, trang tin mừng cho người nghèo xin gửi đến quý khán thính giả lời chào thân ái trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Năm, 23 tháng 5 2019, chương trình Sống Tin Mừng gồm có Tự lập phải chăng là mục đích tối hậu của giáo dục, bí tích cao cả, lời hàng xóm. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình hôm nay, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Tự lập phải chăng là mục đích tối hậu của giáo dục. Một cha mẹ trên hai ở Pháp, tức 48%, cho rằng cha mẹ tốt là giúp con cái được tự lập nhiều nhất có thể. Điều này được tham biểu Kaido Report lần thứ 3 công bố vào tháng 2 2019 cho biết như trên. Nhưng khi làm cho việc tự lập trở thành giá trị ưu tiên thì sẽ làm mất đi ý nghĩa nhiệm vụ của cha mẹ và sẽ có một cái nhìn cứng rắn, đặc biệt là đối với những người mà cuộc sống làm cho phụ thuộc. Khi ghi tên cho em bé vào nhà trẻ, câu đầu tiên của cô giữ trẻ là bảo đảm sẽ làm cho em bé nhanh chóng tự lập. Có nghĩa là trong 2 tháng sắp tới, em bé sẽ nằm giữa hai gối đệm, cầm bình sữa bú một mình. Cũng lời hứa như vậy ở lớp mẫu giáo, em sẽ tự tay xếp cặp đi học và cột dây giày một mình. Trong khi chờ đợi thì cha mẹ mua giày có băng dính cho em. Cũng các lời hứa như thế kéo dài đến vô tận, tự làm bài về nhà, tự vạch chương trình, tự có tiền túi, tự quyết định, tự lựa chọn, tự suy nghĩ miễn là cha mẹ ở đó. Đây là ý tưởng giáo dục tốt nhưng sai, cho rằng tự lập là mục tiêu giáo dục của học vấn, hoặc đây là sứ mệnh của cha mẹ, biến tự lập thành giá trị hàng đầu. Đơn giản là làm nghèo đi ý nghĩa nhiệm vụ của chúng ta, và làm cho chúng ta có cái nhìn cứng rắn với chúng ta và với các con còn nhỏ của chúng ta. Ý định là chân thành nhưng nó âm thầm đặt bên lề những người mà cuộc sống bị lệ thuộc. Người khuyết tật sẽ không bao giờ cài khuy áo một mình được. Người lớn tuổi không biết mình ở đâu. Bạn và tôi có thường xuyên xin giúp đỡ không? Giáo dục tự do, tự túc như thế nào được xem là đủ? Bởi vì một cách cụ thể, điều này có nghĩa là học để làm mọi thứ một mình, không phụ thuộc vào ai và làm không cần đến người khác. Nhưng điều ngược lại thì quan trọng hơn và ít tự phát hơn. Điều chúng ta phải trao truyền là làm sao để con mình sẽ là người mà người khác có thể dựa vào, chứ không phải nó dựa trên chúng ta. Mà tự lập thì hoàn toàn ngược lại. Nói đúng ra, tự lập là người tự đặt cho mình luật lệ riêng của mình. Như vậy thật sự, đây có là điều chúng ta muốn không? Không, như thế lại làm cho chúng ta sợ hơn. Chúng ta khắc khắc luật lệ của mình lên con cái, rồi đòi hỏi con cái áp dụng mà không cần sự giúp đỡ của mình. Và chúng ta gọi đó là người lớn tự lập hay công dân có trách nhiệm, người gom đủ quy tắc ứng xử của chúng ta và tự mình áp dụng nó. Chúng ta không làm cho tự do của con cái lớn lên, chúng ta chỉ bảo vệ tự do của mình. Như thế chúng ta hãy ngắm rộng hơn, chúng ta phải có tầm nhìn, mong muốn con cái mình lớn lên trong tự do của chúng, là tự lập, là chỉ vâng lời chính mình, quá thoải mái tuyệt vời, là tự do, là mở rộng trí thông minh và trái tim của mình, dám lập các dự án vượt quá chúng ta, dám yêu công lý hơn là luật pháp, phục vụ người khác hơn là mỗi người chỉ lo cho mình, dám lấy rủi ro của trí thông minh hơn là tôn trọng các quy định. Nhiệm vụ này khó khăn vì nó buộc nhà giáo dục dấn thân trong toàn bộ con người của mình. Người trẻ sẽ xây dựng một sự tự do vui vẻ, sáng tạo và tháo vát. Tiếp xúc với người lớn sẽ làm cho con cái biết dấn thân, can đảm đối diện với nghịch cảnh, từ bỏ ham muốn có ngay lập tức, tạo an toàn chung quanh mình dù phải hy sinh sự độc lập của mình. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Bí tích cao cả. Vào thế kỷ 19, ở Pháp có một giáo sư đại học nổi tiếng tên là Frédéric Ozanam.
Ông dạy ở Đại học Sorbonne. Ngoài tài hùng biện xuất chúng và sự thánh thiện tuyệt vời, ông còn là một thanh niên đẹp trai tuấn tú. Ông là bạn thân của cha Lacordaire, một nhà đại hùng biện thời ấy. Cha Lacordaire tin rằng, với tài ba xuất chúng và với lòng đạo đức như vậy, Ozanam có thể trở thành một linh mục tài ba và thánh thiện, và biết đâu là chẳng trở thành giám mục hay hồng y. Nhưng rồi Ozanam gặp cô sinh viên nhan sắc và đạo hạnh. Không bao lâu, hai người yêu nhau và cuối cùng đã kết hôn với nhau. Khi hay tin ấy, cha Lacordaire thất vọng than rằng: tội nghiệp, thế là Ozanam đã sa vào cạm bẫy mất rồi. 2 năm sau, cha Lacordaire có dịp chầu Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Khi gặp cha Lacordaire, Đức Giáo Hoàng trách rằng: ta được biết Chúa Giêsu đã lập ra 7 bí tích, mà bây giờ ta nghe nói cha đã thay đổi tất cả. Cha chủ trương Chúa chỉ lập ra 6 bí tích và một cái cạm bẫy. Cha ơi, hôn nhân không phải là cạm bẫy đâu, nhưng cũng là một bí tích cao cả. Bạn thân mến, bạn có biết mỗi người có một ơn kêu gọi và mỗi bậc sống đều là một ơn kêu gọi của Chúa. Bậc sống hôn nhân hay tu trì đều là cao quý và thánh thiện như nhau, và đều là những đường lối Chúa kêu gọi để nên thánh. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Kính chào ông bà và anh chị em. Đoạn lời Chúa rất ngắn gọn trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 15 chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta hãy ở lại trong tình thương của Người để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, đời sống của Kitô hữu là đời sống của niềm vui. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài đã từng nói với các tu sĩ, với những người đi tu: ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Nhưng mà thiết nghĩ không chỉ là các tu sĩ, mà tất cả chúng ta là Kitô hữu. Qua bí tích thanh tẩy, chúng ta thuộc về Chúa, và chúng ta có niềm vui của Tin Mừng, niềm vui của chính Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở trong tình thương của Người để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Đoạn sách Công Vụ Tông Đồ mà hôm nay nếu chúng ta đi tham dự thánh lễ chúng ta được nghe, Phaolô và Ba-la-ba khi loan báo tin mừng ở Antiochia, có những người bắt người dân ngoại ở Antiochia phải cắt bì giống như người Do Thái mới được theo Chúa, mới được lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Các ngài đã phản đối điều đó và trở về Jerusalem cùng với những người đại diện khác để trình bày với các tông đồ khác để bàn hỏi về điều này. Và chúng ta thấy đoạn sách Công Vụ Tông Đồ trong ngày hôm nay thuật lại, Phêrô là tông đồ cả, đã nói về tình yêu của Thiên Chúa dành cho các dân tộc, dành cho dân ngoại. Phaolô và Ba-la-ba cũng thuật lại những điểm thiêng phép lạ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi dân ngoại. Các ngài đi đến một quyết định. Vì vậy, phần tôi, nghĩa là Thánh Phêrô, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. Đó là kết luận của Thánh Phêrô sau khi đã nghe Phaolô và Ba-la-ba trình bày về những gì đang diễn ra tại Antiochia, cũng như chính Ngài đã chứng kiến dân ngoại được ơn trở lại.
sau khi đã bàn bạc cùng với các tông đồ khác. Trong sách Công vụ Tông đồ chương 15 câu 19, Thánh Phaolô khẳng định: không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, điều này mỗi khi mà tôi dạy giáo lý dự tòng, tôi cũng rất băn khoăn. Và làm sao đấy để việc học giáo lý, làm sao để việc mà theo Chúa không trở nên nặng nề, không trở nên nặng nề. Và với bản thân của tôi cũng rất muốn là làm sao ở nơi các sứ đạo cũng đừng ai, đừng vị mục tử nào gây phiền hà nặng nề cho anh chị em của mình. Khi anh chị em của mình đã thành tâm thiện chí theo Chúa, hãy cố gắng giúp anh chị em của mình làm con cái của Chúa với tất cả niềm vui và sự hăng say. Không được gây phiền hà, không được đặt những gánh nặng. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Làm sao chúng ta có thể ở lại trong Chúa và thuộc về Chúa để làm sao đời sống đức tin của chúng ta là một đời sống của niềm vui, niềm hoan lạc, chứ không phải sự nặng nề, không phải sự nặng nề. Cảm ơn ông bà và anh chị em, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để những sự ràng buộc, để những quy định mà Hội Thánh đòi buộc liên quan tới đời sống đức tin, nó làm cho chúng ta được có niềm vui trọn vẹn, chứ không phải là gánh nặng và sự phiền hà. Cảm ơn ông bà và anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sống Tin Mừng hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát mỗi ngày trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo vào lúc 20 giờ. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn được tràn đầy hồng ân. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn đến viếng thăm con. Thank you.